cảnh báo cho anh em nha, Shippo Trung Quốc đang tràn lan trên các mạng truyền thông và các trang sàn thương mại điện tử. Và đây là một số mẫu đang tràn lan. Cái này được sản xuất từ Trung Quốc nha anh em. Một số tất cả những cái người bán thì họ nói là Shippo chính hãng đưa qua Trung Quốc, Trung Quốc design, Hồng Kông design. Nhưng mà thực chất những cái mẫu này được đang bán trên là 1688 và Taobao nha. Đối với em thì đây là những cái mẫu là Shippo Trung Quốc, không có chính hãng nha. Còn anh em mà có cơ sở gì nói những cái cây này là cái phôi mà của hãng xuất qua Hồng Kông design, Trung Quốc design thì em không tin nha. Em thì em có cơ duyên để tiếp cận được để quay clip cho anh em xem. Đây, cái mẫu Shippo đồng hồ, cái lớp mạ vàng nó rất là tái nha. Và cái số limited nó muốn ghi bao nhiêu là nó ghi. Đó, sản xuất 2021, mộc mạc thì nó hơi mờ. Em giao lưu và sưu tầm năm nay hơn 6 năm rồi. Những cái mẫu này thì nó về Việt Nam mình lâu rồi. Bắt đầu từ năm 2019 là nó đã về rồi. Cái mẫu này là mẫu rồng dạ quang nha. Cái ốp ngoài là con rồng, nó dạ quang rất là bắt mắt. Và cái giá nó trên các sàn thương mại điện tử cũng rất là cao chứ không có rẻ đâu. Nhưng mà thực chất là em xem và em cảm nhận được là nó không có chính hãng nha anh em. Nó thiết kế thì rất là công phu, nhưng mà thực chất là em cảm nhận được là nó không có chính hãng. Đây, tới cái mẫu này là mẫu thần tài. Nó sẽ tặng cho anh em nguyên một set luôn, có cái ly luôn. Đó, thần tài mạ vàng. Nhưng mà cái mộc mạc đồ nó không có rõ ràng, nó không có đẹp. Và tới đây là những cái mẫu mà trong cái hộp này là thường thấy nhất. Những cái mẫu sạc cừ, ốp ngựa, rồi ốp hổ đồ. Đây, đó, anh em xem qua nha. Rắn, hổ, ngựa, xà cừ rồi. Đây, cây này là ốp. Cái ốp nó là ốp vân đá. Cây này cây hổ. Cây hổ này có một cái bảng xuất đi Hàn Quốc zin hãng nha, trên con Mo nha anh em. Con này là con 2021, bản đích lõm không phải nha. Con zin hãng là bản Mo xuất đi Hàn Quốc. Và đây là con ngựa khảm xà cừ. Ngày xưa mà em chơi là những con ngựa này nó nằm trên cây 212, 213. Nó rất là đắt nha, rất là đắt, 2-3 triệu một con. Còn cái dòng này nó mới sản xuất ra thôi. Mà nó cũng giá cũng 2-3 triệu. Nhưng mà em nghĩ nó không phải là zin hãng đâu. Đây là cũng có một cái mẫu voi. Mẫu voi này thì nó cũng dạ quang. Đó, những cái con mà xà cừ này hồi xưa là nằm trên những con Mo nha. Những cái con xà cừ này ngày xưa anh em mua được thì Sài Gòn nó cũng 4-5 triệu một con nha, chứ không phải như đợi giờ 2021, 2022 mà có 1 triệu mấy, 2 triệu một con đâu. Anh em đừng nghĩ cái giá đó mà anh em với được cái hàng chính hãng đâu, thì do người bán thôi. Chứ thực chất em cảm nhận được những cái mẫu này không có chính hãng nha anh em. Cảnh báo anh em, những cái mẫu này đang tràn lan trên thị trường rất là nhiều. Mẫu gắn đáy lõm đấy. Còn cái mẫu, em nói thật, cái mẫu zin hãng nó bên Nhật á, rất là đắt, rất là đắt. Bởi hỏi tại sao mà anh em thì thường thì họ bán, họ đánh vào cái tính ham rẻ của anh em thôi. Nhưng mà thật chất thì em bán thì em thấy cũng không có rẻ lắm. Cọp, hổ, xà cừ rồi. Đó, những cái mẫu là những cái mẫu thông dụng 1688 nha, tao bao nha. Cây này cây World Cup Wata 2022 cũng vậy luôn, cũng nằm trên đó luôn. Tất cả những cái mặt hàng ở đây là em quay cho anh em xem. Nè, mèo thần tài nè. Mèo thần tài này cái bản Nhật rất là mắc nha anh em. Còn cái bản này là họ giới thiệu là hàng Trung Quốc, rồi hàng Hồng Kông, rồi hàng nhập công ty gì không có nha. Trung Quốc hết nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Bên em thì chuyên tư vấn về Shippo, bán hàng chính hãng, bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Em cảm ơn.